Đấy mẹ, mình không uống mà người ta cứ ép mình uống. Dưa phải làm sao? Đây. Toàn này ghét đẹp không à? Toàn này ghét xinh mà cứ cho mình uống rượu. Giá tao. Đây. Mình không uống rượu mà người ta cứ cho mình uống rượu. Mày uống không nói đây. Đây là cao thủ uống rượu nha. Con Đồng Nai nha, bảo xéo nha. Bảo xéo Đồng Nai nha. Ồ, ok. Đây. Ok, đây này. Ôi, đây con là cao thủ nha anh em. Cao thủ nha. Cao thủ. Còn ông kia là bại rồi, ông không nói nữa. Nói hết. Đấy. Lúc nào cũng cao thủ đây. Cũng cho anh em mình cũng cho mình uống rượu anh em ạ. Mình không uống không nói vừa làm sao anh em ơi. Chắc giờ mình phải uống thôi, Này mày uống đi. Đúng rồi. Đấy, người mà ai làm thế. Đấy, làm người ai làm thế nha các bạn ơi. Được.